tập niềm vui. Chị chúc các em luôn vui, khỏe, học tập tốt, rèn luyện chăm, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi. Vâng lời bố mẹ, nếu các em chăm ngoan, chị Hằng hứa rằng mùa Trung Thu năm sau sẽ lại về vũ hội trăng rằm với các em. Các em có đồng ý không nào? Đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt với tất cả các bạn học sinh để trở về cung trăng rồi. Các bạn ơi, tôi ở trên cung trăng nhưng ngày nào tôi cũng nhìn xuống để xem các bạn chăm.